Kính chào quý vị và bà con. Lưới áp cao lạnh lục địa đang tăng cường xuống khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông, gây ra trường gió Đông Bắc cường độ trung bình đến mạnh trên các khu vực này. Khu vực vùng biển phía Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên, với trường gió Đông Bắc đến Đông chủ yếu có cường độ trung bình. Hiện nay thì ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm ngày 4 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ gần sáng ngày 5 tháng 12 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, ở vùng biển mạnh cấp 4, cấp 5. Ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông, từ gần sáng ngày 5 tháng 12, gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ thì những khối mây màn hoạt động với bề dày lớn vẫn đang bao phủ và chi phối thời tiết khu vực Vịnh Bắc Bộ. Ngày hôm nay trên khu vực vùng biển này trời đầy mây, có mưa phùn, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, chiều tối và đêm có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Các phương tiện tàu thuyền, đặc biệt là tàu thuyền thô sơ nên hạn chế hoạt động. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, thời tiết có mưa vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, chiều tối và đêm có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Do sóng gió mạnh kèm theo nhiệt độ xuống ở mức thấp, sương mù hoạt động nên không thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Khu vực vùng biển miền Trung tiếp tục một ngày có thời tiết ổn định, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, tình trạng biển bình thường. Các phương tiện đánh bắt có thể hoạt động và khai thác gần bờ cho sản lượng ổn định. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý. Vùng biển này thời tiết trong và không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, biển bình thường, thuận lợi cho việc khai thác và đánh bắt trên biển. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo, thời tiết cũng duy trì trạng thái là ổn định, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Trong thời gian này thì nghề lưới kéo đáy sẽ cho sản lượng khai thác cao ở khu vực quanh đảo Hòn Khoai và khu vực phía tây nam Côn Đảo. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Ngày hôm nay thời tiết ổn định, trời nắng nhiều và có mưa nhỏ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông mạnh cấp 3, cấp 4. Vùng biển Vịnh Thái Lan, mây dông trên khu vực Vịnh Thái Lan đã suy yếu hoàn toàn. Hôm nay thì tại vùng biển chỉ có mưa nhỏ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt của tàu thuyền. Khu vực phía Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ ít thay đổi, do vậy mà thời tiết tại khu vực khá ổn định, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, tại đây thì trời trong và ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường, tàu thuyền có thể hoạt động an toàn trên biển. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Ngày hôm nay thì trên khu vực phía Nam Biển Đông, thời tiết không có sự thay đổi đáng kể, tiết trời khá trong, có mưa rào và dông vài nơi về chiều, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt của tàu thuyền. Tuy nhiên, xu hướng trong vài ba ngày tới, thời tiết khu vực phía Nam Biển Đông sẽ chuyển xấu hơn do ngoài khơi Philippines đang có một siêu bão cường độ rất mạnh. Đây là cơn bão thứ 24 trong năm nay hoạt động ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, có tên quốc tế là Bopha. Hiện nay, thì tâm bão Bopha cách miền Nam Philippines khoảng 1.000 km về phía đông, cường độ bão mạnh cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17. Dự báo trong 2-3 ngày tới, thì bão Bopha di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Khi bão vượt qua miền Nam và miền Trung Philippines, do ma sát với đất liền, cường độ sẽ giảm vài ba cấp. Khoảng giữa tuần sau, bão sẽ vào Biển Đông và sẽ là cơn bão số 9 trong năm 2012. Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 5 tháng 12, ở khu vực Đông Nam Biển Đông, gió sẽ mạnh lên cấp 7, cấp 8. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Chúc bà con có những chuyến ra khơi an toàn và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại!